dàn siêu mẫu đình đám của làng mốt Việt 20 năm trước giờ ra sao. Từng là những chân dài đình đám của làng mẫu Việt, Trương Ngọc Ánh, Thân Thúy Hà, Thúy Hạnh, giờ đã có những hướng đi khác. Thân Thúy Hà cách đây hơn 20 năm, Thân Thúy Hà được biết đến là một trong những người mẫu nổi tiếng, sở hữu vóc dáng nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp và có kỹ năng cắt quát tốt. Tuy nhiên, thập niên 2000, người đẹp lấn sân diễn xuất rồi chính thức rời sàn diễn thời trang. Hơn 20 năm qua, Thân Thúy Hà nhận được sự tin tưởng của nhiều đạo diễn, chuyên đảm nhận những vai diễn phản diện, có cá tính và trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Thế nhưng, khác với sự nghiệp không ngừng phát triển, đường tình duyên của diễn viên sinh năm 1978 lại lắm thăng trầm. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Thân Thúy Hà một mình nuôi con và ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Đến năm 2022, Thân Thúy Hà sinh con gái ở tuổi 40, song cô từ chối chia sẻ về cha của bé. Hiện tại, diễn viên phim tình yêu còn lại vừa chăm chỉ đóng phim, vừa kinh doanh để có thêm thu nhập và có cuộc sống sung túc bên hai con. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân Trí, Thân Thúy Hà cho biết cô có ý định nghỉ hưu ở tuổi 50. Tuy nhiên, điều này cũng chưa chắc bởi cô còn rất đam mê diễn xuất. Trương Ngọc Ánh thập niên 90. Trương Ngọc Ánh là cái tên nổi bật trong làng mẫu Việt. Cô sở hữu nhan sắc thu hút, vóc dáng gợi cảm. Thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh còn được nhiều người biết đến khi là gương mặt quen thuộc trên các cuốn lịch. Không chỉ vậy, người đẹp sinh năm 1976 còn lấn sân sang diễn xuất và trở thành viên ngọc quý của điện ảnh Việt, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trong các phim Hương Ga, Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, Đồng Tiền Xương Máu. Năm 2005, Trương Ngọc Ánh kết hôn với diễn viên Bảo Sơn nhưng chia tay vào năm 2014 và có một người con chung. Người đẹp cũng từng gây chú ý khi hẹn hò Kim Lý, bạn diễn phim Hương Ga. Hiện tại, Trương Ngọc Ánh dành thời gian cho công việc, chăm sóc con gái Bảo Tiên. Cô hạnh phúc bên bạn trai anh Dũng kém 14 tuổi nhưng chưa có dự định nào xa hơn trong tương lai. Thúy Hạnh nhắc đến siêu mẫu đình đám cuối thập niên 90 không thể không nhắc đến Thúy Hạnh, người đẹp sinh năm 1978 bén duyên với sàn diễn khi chỉ mới 15 tuổi. Sau đó, cô từng bước ghi dấu ấn ở làng thời trang trong nước rồi đoạt giải người mẫu có phong cách trình diễn ấn tượng nhất cuộc thi tìm kiếm người mẫu châu Á. Hiện tại, khi đã ở tuổi U50, Thúy Hạnh vẫn duy trì được nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon thả, song cô lại hiếm khi xuất hiện trên sàn diễn. Thay vào đó, cụ người mẫu thường xuyên giữ vị trí giám khảo trong các chương trình truyền hình. Bên cạnh đó, cô cùng chồng là nhạc sĩ Minh Khang điều hành một công ty tổ chức sản xuất. Nhiều khán giả dành sự ngưỡng mộ cho Thúy Hạnh, bởi cô vừa có thành tựu trong sự nghiệp, vừa có mái ấm viên mãn bên chồng và hai con gái. Tâm sự với phóng viên Dân Trí, Thúy Hạnh cho biết mục tiêu lớn nhất của cô ở hiện tại là nuôi dạy hai con gái trưởng thành, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Anh Thư từng được mệnh danh là đệ nhất vedette, biểu tượng thời trang đương đại của làng thời trang Việt thập niên 2000. Thế nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp bất ngờ lập gia đình, sinh con và lui về chăm sóc tổ ấm, để lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ. Đến năm 2022, khi con trai đã lớn, người mẫu sinh năm 1982 quyết định trở lại, thu hút sự chú ý của công chúng khi thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn lớn nhỏ trong nước. Không chỉ vậy, anh Thư còn đảm nhận vị trí giám khảo của các cuộc thi nhan sắc và được quan tâm khi ngồi ghế huấn luyện viên tại The Face Việt Nam 2022. Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh Thư còn kinh doanh ở lĩnh vực làm đẹp. Ở tuổi 41, nữ siêu mẫu được đánh giá có hình thể quyến rũ và nhan sắc thách thức thời gian. Cô thường xuyên diện những trang phục năng động, quyến rũ, khoe cơ thể săn chắc, bao vòng chuẩn. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, anh Thư cho biết nhờ sự động viên của khán giả mà cô mới có can đảm trở lại với sàn diễn. Tôi muốn mọi người thấy hình ảnh khác biệt với anh Thư lúc trước, quyến rũ nhưng vẫn tinh tế và thời trang.